Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. 24 giờ qua, có gì mới thu hút sự chú ý của dư luận? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. TikToker nổ nô bị khóa tài khoản sau loạt clip gây tranh cãi. Mấy ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước sự việc TikToker nổ nô đã đăng tải đoạn video làm từ thiện nhưng lại có những nội dung xem thường miệt thị người nghèo. Theo đó, đoạn video nằm trong series Một ngày tử tế của TikToker này với nội dung tiếp cận những người vô gia cư có hoàn cảnh khó khăn và hỏi họ thích ăn món gì sẽ mua tặng. Đáng nói, cách dùng từ ngữ của người này khi giao tiếp được cho là thể hiện sự thiếu tôn trọng, khinh thường người khác. Trong clip mới nhất, nam TikToker có những phát ngôn với một phụ nữ lớn tuổi là "Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn, giờ hỏi lại có ăn hay không? Phở rẻ vậy mà bà không có tiền mua ăn nữa hả?" Trước khi kết thúc clip, nam TikToker này còn chúc bà lão nhưng lại khiến nhiều người tranh cãi vì lời nói có phần khó nghe. "Đó, coi đi, số nó khổ vậy đó. Người ta nghèo thì chọn ăn món gì như bào ngư vi cá đồ đó, chứ sao chọn ăn phở. Thôi, chúc bà vượt qua mùa đông cô đơn lạnh giá, bớt nghèo lại đi nha, chứ nghèo hoài không ai giúp mãi được đâu." Ngay sau khi video được đăng tải, nam TikToker này đã nhận phải vô số phản ứng từ cộng đồng mạng. Đại diện của phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, những phản ánh về TikToker NoNo hiện đơn vị này đã ghi nhận và đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Trưa ngày 28 tháng 11, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trang cá nhân của NoNo đã bị xóa khỏi nền tảng của mạng xã hội TikTok. Đoạn video trên đã tạo nên làn sóng tẩy chay TikToker này trên các phương tiện mạng xã hội. Ngày 28 tháng 11, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã giao cho thanh tra sở liên hệ với ông Phạm Đức Tuấn, quê Kiên Giang, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, TikToker NoNo để làm việc liên quan đến video gây bức xúc dư luận trên nền tảng mạng xã hội TikTok. "Về vụ việc này, chúng tôi đã nắm bắt và liên lạc nhiều lần với ông Tuấn, TikToker NoNo. Tuy nhiên, vẫn chưa liên hệ được. Chúng tôi đang phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm xác định địa chỉ cụ thể của ông Tuấn để mời lên làm việc", ông Thắng nói. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thọ, chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, đơn vị đã xem các clip của ông Tuấn và đang chờ làm việc trực tiếp để làm rõ vụ việc TikToker này có hành vi xúc phạm danh dự người khác. TikToker NoNo hay còn được biết đến với tên gọi là Tuấn Price là một TikToker chuyên review các quán ăn. Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết đang xem xét các vi phạm để xử lý TikToker. "Đây là vụ việc điểm để làm tiền đề đưa ra nhiều quy định xử phạt, quản lý nghiêm ngặt những phát ngôn trên mạng xã hội trong thời gian tới." Theo đó, TikToker NoNo Phan Đức Tuấn sẽ phải đối diện với án phạt hành chính khá nặng từ cơ quan chức năng. "Với những gì diễn ra công khai trên không gian mạng, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và căn cứ vào quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện để xử phạt người này với số tiền có thể tới 20 triệu đồng theo quy định tại Điều 101 Nghị định này." TikToker NoNo đã có những hành vi đưa thông tin trái phép trên mạng Internet như xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Những thông tin không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục, hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 8 của Luật An ninh mạng năm 2018. Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với phóng viên Dân Việt, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, những hành vi miệt thị, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác không chỉ là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Vì thế, nếu nạn nhân đề nghị cơ quan chức năng xử lý, TikToker NoNo có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 3 điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Trường hợp hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khác khiến nạn nhân bị tổn thương, sang chấn tâm lý, ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe, còn có thể bị xử lý hình sự về tội lạm dụng người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự chứ không phải chỉ là xử phạt hành chính. Vị chuyên gia cho rằng, hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, đưa các thông tin trái phép trên không gian mạng sẽ gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội hơn là các hành vi diễn ra trong đời sống xã hội. Pháp luật Việt Nam cho phép mọi công dân đều có thể sử dụng mạng Internet, sử dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí, kinh doanh. Tuy nhiên, việc sử dụng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục. Thời gian gần đây, không ít những trường hợp sử dụng mạng xã hội để đưa ra những thông tin nhảm nhí, dung tục, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, gây bức xúc trong dư luận. Không ít những trường hợp đã bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp, khiến cơ quan chức năng liên tục phải xem xét xử lý. Ngoài ra, ông Cường cũng cho biết, với những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, những thông tin của họ đưa ra sẽ tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với xã hội. Đặc biệt, các thông tin cổ suý cho những hành vi thiếu văn hóa, thiếu chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục có thể tác động tiêu cực, đặc biệt là đối với lớp trẻ. Vì thế, với những người có sức ảnh hưởng lớn mà không có đạo đức hoặc vì muốn có nhiều lực tương tác mà làm các video rẻ tiền thì đó là hành vi rất đáng lên án và cần phải bị xử lý bằng các chế tài của pháp luật. Dư luận xã hội cũng cần lên án và tẩy chay triệt để, vị chuyên gia nhấn mạnh. Cũng nêu ý kiến này với phóng viên Nhân Việt, độc giả Hồng Anh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xã hội mở nên ai cũng có thể đưa quan điểm của mình trên mạng xã hội nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật. Làm video về một vấn đề nào đó trong xã hội phải công tâm, thuyết phục, được phép đưa ra ý kiến cá nhân nhưng phải mang tính xây dựng chứ không được miệt thị người khác. Còn nếu gây náo loạn, cho mình là chuẩn mực xã hội, thích nhận xét gì cũng được, đó là những người đang ảo tưởng sức mạnh của mình và hiểu nhầm sự tự do trên không gian mạng, độc giả nêu quan điểm. Bạn đọc Lê Minh Anh, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng cho rằng, hiện nay có nhiều người trên các nền tảng mạng xã hội đang quá ảo tưởng sức mạnh. Họ cho mình cái quyền đánh giá, nhận xét về mọi thứ mà không cần quan tâm đến hậu quả phía sau. Lằn ranh giữa đạo đức và pháp luật qua những phát ngôn rất mong manh, chỉ cần nghiêng qua bên này, bên kia một chút là có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp, cá nhân, thậm chí là cộng đồng. Vì thế, dùng mạng xã hội hãy công tâm vì lợi ích chung chứ đừng ảo tưởng sức mạnh. Bạn đọc Minh Anh bình luận. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Để cập nhật tin tức mới nhất, quý vị và các bạn hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh YouTube Báo Dân Việt. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.